Cầu vượt trước mắt là đường gì đó, cầu vượt Thanh Xuân à? Dạ. Cầu vượt này cầu vượt gì? Ngã tư Nguyễn Xiển. Nguyễn Xiển. Nguyễn Xiển. Ở hầm chui này tên gì? Đây là Nguyễn Trãi. Hầm chui Nguyễn Trãi à? Hầm chui. Chắc làm cái nhà ga đó nè. Này làm y như Thái Lan, đường Thái Lan làm bằng đường y.